đông hoàng từ chư thiên trở về thệ khứ đích thảo môi quái lão nhân tử phong tử một phần năm nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ps sách mới công bố cầu thu gom cầu hoa tươi cầu chống đỡ ha thiếu thất sơn dưới một tòa thành nhỏ bên trong đông phương vân đổi một thân mới tinh trường bào màu trắng đi ra khách sạn cửa lớn nhìn lướt qua thiếu thất sơn phương hướng trong lòng không khỏi lo lắng thời gian này cũng không biết thiếu lâm tự có hay không cửu dương thần công hắn gọi đông phương vân đến từ trái đất hai tháng trước tỉnh lại sau giấc ngủ không tên xuyên việt đến nam tống thời đại cái khác người xuyên việt xuyên việt sau không phải pháp bảo chính là hệ thống đông phương vân nhưng là cô độc không có bất kỳ ngón tay vàng tồn tại Lúc đầu hắn cho rằng xuyên Việt thời không trở lại cổ đại, nhưng cũng trong lúc vô tình nghe được một chút giang hồ nhân sĩ đàm luận lên hoa sơn luận kiếm, giang hồ ngũ tuyệt. Mới biết chính mình xuyên Việt đến xạ điêu anh hùng chuyện thế giới. Bởi vì xuyên Việt ở núi Trung Nam, hắn vốn định bái sư toàn chân giáo, mưu đồ trong cổ mộ cửu âm chân kinh, nhưng mà bị toàn chân giáo cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì tuổi tác hắn quá to lớn đã không thích hợp luyện võ bất đắc dĩ đông phương vân chỉ được ngược lại đưa mắt tìm đến phía thiếu lâm tự cái kia trong truyền thuyết cửu dương thần công trải qua một phen an bài chuẩn bị sau đông phương vân đi đến thiếu thất sơn dưới dựa theo kế hoạch của hắn như không thể tiến vào tàng kinh các liền bái vào thiếu lâm tự môn hạ tùy thời mà động chỉ là để hắn lo lắng chính là, giờ khắc này vị kia vô danh tăng người là phủ đem cửu dương thần công ở lại trong tàng kinh các. Nếu là không có, muốn học được cái khác thượng thừa võ công liền khó khăn. Đông Phương Vân một bên trầm tư, một bên đi ra ngoài thành, bỗng nhiên, bên cạnh người bị người va vào một phát. Ôi, Đông Phương Vân nhìn lại, có một lão già ngã trên mặt đất kêu rên. Ô, hắn khẽ nhíu mày, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc đây là một cái rất quái lạ lão nhân. Hắn mặt mũi nhăn nheo, dáng dấp già nua, ăn mặc rách rách dưới dưới đạo bào, dính đầy bùn đất cùng đầy vết bẩn, trên người còn mơ hồ tỏa ra một luồng mùi thối, tựa hồ là cái đạo sĩ thúi, quái dị chính là. Hắn giữ lại một người đầu chọc, đỉnh đầu còn đốt mấy cái giới ba, vừa giống như là cái hòa thượng. Hơn nữa hắn một đôi lông mày trắng nõn như tuyết, có tới thước trường. Người này đông phương vân trong lòng có một loại không nói ra được quái dị công tử xin lỗi tiểu nhân không phải cố ý lúc này ông già kia bỗng nhiên nắm lấy hắn trường bào dáng dấp sợ hãi vẻ mặt hoang mang run lập cập xin tha chỉ là bàn tay của hắn tràn đầy vấy mỡ bùn đất mấy lần sau khi đông phương vân mới vừa đổi trường bào màu trắng đã là bị làm cho bẩn thỉu dường như lan lộn trên mặt đất quá bình thường Đông Phương Vân khóe miệng co giật, ông già này không phải cố ý, hắn đánh có chết cũng không tin. Hơn nữa này kiểu đoạn tự hồ có hơi quen thuộc, phim truyền hình bên trong truyền phát tin không biết bao nhiêu lần. Ông lão này chẳng lẽ là Đông Phương Vân trong lòng hơi động. Lão nhân trang phục có thể không giống như là người bình thường, cũng như là một ít độc lập rất hành quái hiệp. Quái hiệp, nghĩ đến này đông phương vân ngồi xổm người xuống cũng không để ý lão nhân bẩn thỉu hai tay cùng cả người tanh tưởi đem hắn phủ lên cười nói lão nhân ra ngươi không té chứ có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem đại phu lão nhân rõ ràng sửng sốt một chút lập tức nói ta không có chuyện gì chỉ là làm bẩn công tử quần áo ta không có chuyện gì một bộ y phục thôi đông phương vân nói vẫn là lão nhân ra thân thể quan trọng ngươi vẫn là theo ta đi tìm đại phu xem một chút đi hắn xuyên việt sau trên người có một ít hiện đại đồ vật chơi một chút thủ đoạn sau một tấm hiện đại tiền mặt liền đổi lấy mấy trăm lạng bạc dòng tiền tự nhiên là bất khuyết không cần lão nhân ra lắc đầu con trai của ta còn ở ngoài thành chờ ta vậy ta đưa ngươi đi ngoài thành đông phương vân cười nói lão nhân vội hỏi không cần tiểu lão nhi mình có thể đi vẫn là ta đưa ngươi đi lão nhân ra đông phương vân đỡ hắn chậm rãi đi xa tứ phương cả đám nhìn đông phương vân bóng lưng chỉ chỉ trỏ trỏ vị công tử này thực sự là người tốt có bán món ăn lão nông than thở đúng đấy thói đời người tốt cũng không nhiều đỡ lão người đi tới ngoài thành đông phương vân hỏi lão nhân ra con trai của ngươi ở nơi nào Ta nào có cái gì nhi tử?" Lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không khom người lưng gù, đứng thẳng người lên, cười híp mắt nhìn Đông Phương Vân. "Có điều, ngươi tiểu tử này ngược lại không tệ, có thể làm đồ nhi ta." Đông Phương Vân có chút trợn mắt ngoác mồm, nhưng trong lòng là vạn phần hưng phấn, chính mình thắng cược. "Này quái lão nhân quả nhiên không đơn giản." Lão nhân ra, "Ngươi, Đông Phương Vân có chút khó có thể tin." Quái lão nhân cười hì hì, bàn tay tựa như tia chớp nắm lên Đông Phương Vân, dưới chân một điểm bay lên trời, Đông Phương Vân chỉ cảm thấy dường như giống như cưỡi mây đạp gió. Một lát sau lại lúc rơi xuống đất đã đến một chỗ bên dòng suối nhỏ. Như vậy khinh công thực sự là kinh người. Tiểu tử, muốn học không? Quái lão nhân ở một tảng đá lớn trên ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Đông Phương Vân. Đông Phương Vân đại hỉ, lập tức nói: sư phụ, người tiểu tử này quái lão nhân sững sờ tiện đà cười to nói. Coi như ngươi thông minh. Đông Phương Vân khà khà cười cợt. Sư phụ ta vẫn muốn luyện võ, có thể đều không có cơ hội, lần này đến thiếu thất sơn chính là chuyên bái sư đến, quái lão nhân biểu môi nói. Bái sư, những hòa thượng kia gặp thu ngươi nhập môn mới là lạ, Đông Phương Vân bất đắc dĩ cười khổ, các môn phái chiêu thu đệ tử đều ở 15 tuổi trở xuống, vượt qua cái tuổi này cơ bản liền không thu. Bởi vì kinh mạch bế tắc, thành tựu có hạn, không đáng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng. Có điều toán tiểu tử ngươi số may, gặp phải bần tăng, quái lão nhân trường Đông Phương Vân một chút cũng coi như tiểu tử ngươi tâm địa không sai bần đạo cũng nhìn ra hợp mắt biến thành người khác lão phu liền đem này một thân sở học tất cả đều đưa vào phần mộ cũng sẽ không truyền cho hắn đó là đó là đông phương vân bận bịu cười nói nhưng trong lòng ở phỉ báng một câu nói bên trong tự xưng thay đổi ba lần lại là bần tăng lại là bần đạo lại là lão phu quả thật là quái nhân một cái chỉ là hắn là ai trong đầu đem xạ điêu bên trong từng cái từng cái nhân vật né qua, cuối cùng có một ý nghĩ. Chẳng lẽ là hắn, đệ tử Đông Phương Vân, còn không biết sư phụ tục danh. Đông Phương Vân thử dò xét nói. Quái lão nhân nói, nguyên lai tên ta đã sớm đã quên, có điều 17 năm trước trùng dương chân nhân đúng là gọi ta là tử phong tử, ta cảm thấy không sai, vì lẽ đó từ đó về sau, bần tăng đều tự xưng tử phong tử. Vương Trùng Dương, Tử Phong Tử, quả nhiên là hắn, Đông Phương Vân rốt cục có thể xác định thân phận của hắn. Nguyên tác bên trong vị kia đấu rượu thắng trùng dương chân nhân, có thể nhìn qua cửu âm chân kinh, cuối cùng sáng chế cửu dương thần công vô danh tăng người. Nghĩ đến này, Đông Phương Vân trong lòng không khỏi đại hỷ, đây chính là một vị chân chính kỳ nhân, không kém gì ngũ tuyệt cao thủ hàng đầu bái ông ta làm thầy, cửu dương thần công còn sợ học không tới. Đông Hoàng từ chư thiên trở về thệ khứ đích thảo môi một ngày nhập môn, tuyệt thế tư chất 2 phần 5. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ps sách mới công bố cầu thu gom cầu hoa tươi cầu chống đỡ ha hai ngày sau tri thức ngươi học xong hôm nay sư phụ liền truyền võ công của ngươi tâm pháp quái lão nhân ngồi ở trên tảng đá lớn nhìn chằm chằm đông phương vân người tới, Đông Phương Vân theo lời tới gần, quái lão nhân hé mồm nói. Ta truyền cho ngươi này công chính là là vi sư quan cửu âm chân kinh xúc động, dung hợp một thân sở học, bỏ ra hơn 10 năm thời gian sáng chế một môn trí cương trí dương thần công. Sư phụ gọi nó cửu dương thần công. Này công cộng 9 tầng, luyện chế 5 tầng liền có thể vì là giang hồ nhất lưu cao thủ, luyện tới 8 tầng đủ để cùng giang hồ ngũ tuyệt tranh đấu, nếu là luyện chế tầng thứ 9 đủ để vô địch khắp thiên hạ quái lão nhân vẻ mặt tự tin khá là tự đắc đây chính là hắn sáng chế thần công người cẩn thận nghe hắn thấp giọng lưng ra một mảnh thâm ảo tối nghĩa kinh văn đông phương vân cẩn thận lắng nghe chỉ cảm thấy thanh âm này tiến vào trong tai liền sâu sắc dấu ấn ở trong ký ức vĩnh viễn cũng không quên được một lát sau quái lão nhân lưng xong hỏi Nhớ kỹ bao nhiêu, sư phụ, đệ tử đã tất cả đều nhớ rồi, Đông Phương Vân trầm ngâm chốc lát nói. Chính hắn cũng vạn phần kinh ngạc, chỉ nhớ lúc nào tốt như vậy, chỉ là nghe xong một lần liền tất cả đều nhớ rồi. Lẽ nào là xuyên việt oa? Người chắc chắn chứ? Quái lão nhân cau mày, hơi kinh ngạc. Nội công tâm pháp tuyệt không thể ra sai, một chữ cũng không được bằng không tẩu hỏa nhập ma, sư phụ cũng cứu không được, Đông Phương Vân gật đầu nói sư phụ nếu không ta lưng một lần ngươi nghe một chút quái lão nhân theo dõi hắn nói thật đông phương vân cũng không phí lời trực tiếp mở miệng từ đầu tới đuôi đọc thuộc lòng một lần không một sai lầm quái lão nhân không khỏi lộ ra kinh sợ tiện đà cười to nói hay lắm thiên phú của ngươi ra ngoài dự liệu của ta quái ông lão nhìn đông phương vân càng xem càng cao hứng thu đồ đệ như vậy thực sự là nhân sinh chuyện may mắn có thể có không hiểu nơi tập võ tự nhiên không phải có bí tịch võ công là có thể một bản bí tịch võ công bố trí dính đến bao nhiêu đạo gia phật gia thậm chí còn võ đạo thuật ngữ không hiểu những này há có thể xem hiểu tu luyện những cái được gọi là người xuyên việt nắm bản bí kíp võ công liền có thể tu luyện quả thực vô nghĩa Điểm này, xạ điêu thế giới Mai Siêu Phong, Trần Huyền Phong chính là ví dụ, làm đông tà đệ tử, có thể nói là kiến thức võ đạo tương đương phong phú, trộm cửu âm chân kinh còn xem không hiểu. Trái lại luyện được tự thân suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy liền có thể thấy võ công tâm Pháp không có nhất định tri thức là rất khó coi hiểu. Đông Phương Vân về suy nghĩ một chút toàn thiên kinh văn, kết hợp hai ngày này quái ông lão giáo võ học của hắn chi thức, cửu dương thần công bên trong tối nghĩa, chúc chắc kinh văn. Các loại chuyên nghiệp thuật ngữ, ở trong lòng hắn toàn không nửa điểm nghi hoặc tự hồ xuyên qua rồi, chính mình không ngừng chỉ nhớ biến được rồi, trí tuệ, ngộ tính cũng càng cao hơn. Không có, Đông Phương Vân lắc đầu một cái quái lão nhân có chút ngạc nhiên nghi ngờ, đưa ra mấy cái nghi nan nơi khảo cứu đông phương vân, nhưng đều bị ung dung giải đáp, trả lời có thể nói hoàn mỹ. Thấy này, quái lão nhân không khỏi vui vẻ nói. Ngày đó liền thấy người gân cốt bất phàm, tiên thiên kinh mạch tráng kiện, cả người càng là phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, so với trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể còn thần kỳ hơn. Không muốn ngộ tính cũng là như thế cường, sư phụ, vậy ta hiện tại có thể tu luyện sao?" Đông Phương Vân cười nói. Quái lão nhân gật đầu nói, "Trước tiên đánh ngồi vào định, ghi nhớ kỹ không thể chỉ vì cái trước mắt. Võ đạo tu hành chính hợp đạo gia luyện tinh hóa khí câu chuyện, khác biệt chính là, luyện hóa chính là thiên địa chi tinh khí, không phải người thể tự thân chi tinh khí." bằng không thân thể có bao nhiêu tinh khí có thể cung luyện hóa chỉ sợ tu luyện không được mấy ngày liền muốn tinh huyết hao tổn mà chết ừ đông phương vân gật gù đứng dậy đi tới cách đó không xa ngồi xếp bằng ở khác một tảng đá lớn trên dựa theo quái lão nhân giáo dục thả lỏng cả người phảng phất một tảng đá giống như không nhúc nhích võ đạo tu luyện bước thứ nhất chính là nhập định tức là quăng đi trong đầu tất cả tạp niệm tiến vào một loại tự ngủ không phải ngủ tự tỉnh không phải tỉnh huyền diệu trạng thái sưng là nhập định sau đó ở nằm trong loại trạng thái này đi cảm ứng trong cõi u minh linh khí cũng chính là cái gọi là sản sinh khí cảm sau đó mới là mượn hô hấp thổ nạp đem linh khí trong trời đất dẫn vào trong cơ thể hơn nữa luyện hóa sinh thành chân khí một phút Mười phút, một phút, đông phương vân khí tức đang nhanh chóng biến hóa, cả người như là hòa vào thiên địa giống như vậy, phóng tầm mắt nhìn, làm cho người ta một loại mông lung hư vô cảm. Nhập định, quái lão nhân sững sờ, trợn to hai mắt. Vẻn vẹn một phút nhiều một chút thời gian, liền nhập định. Phải võ giả tầm thường không có bảy, tám ngày căn bản là không có cách tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào này huyền diệu khó hiểu nhập định thái độ, mặc dù thiên tài, ít nói cũng đến hai, ba nhật. Đông phương vân mới bao lâu? Này chính là thiên tài tuyệt thế tốc độ sao? Thời gian điểm điểm trôi qua, chẳng biết lúc nào, lâm dương đỉnh đầu từng sợi từng sợi xương mù bốc lên hắn cảm ứng được trong thiên địa cái kia từng sợi từng sợi không nhìn thấy linh khí theo gió như tung bay chìm nổi đây chính là linh khí đông phương vân trong lòng tự nói cấp tốc điều chỉnh hô hấp thử nghiệm thu nạp linh khí nhập thể rất nhanh hắn hô hấp đang yếu bớt trở nên lâu dài mạnh mẽ bên trong đất trời từng sợi từng sợi không nhìn thấy linh khí mơ hồ rung động lên theo đông phương vân hô hấp thổ nạp từ mũi miệng của hắn tiến vào trong cơ thể hắn trải qua kinh mạch hội tụ đến trong đan điền ở nơi đó hội tụ vặn vẹo hình thành một tia màu đỏ thẫm khí thể này chính là chân khí oanh theo bên trong đan điền này sợi màu đỏ thẫm khí thể xuất hiện một luồng sóng nhiệt tự đông phương vân trong cơ thể xuất hiện lan tràn tứ phương Thời khắc này, tứ phương linh khí tựa hồ sôi trào. Vô số linh khí phun trào, dường như như hồng thủy chút xuống mà ra, tất cả đều tràn vào đông phương vân trong cơ thể, theo kinh mạch hội tụ đến trong đan điền. Từng sợi từng sợi màu đỏ thẫm khí thể không ngừng sinh thành, thúc đẩy phía trước chân khí bay ra đan điền, tiến vào trong kinh mạch, từ đầu đến chân lưu chuyển toàn thân. Một luân hồi vì là một vòng. Như vậy vòng đi vòng lại. Đây là chân khí, quái lão nhân khóe miệng co giật, không dám tin tưởng. Lúc này mới không tới nửa canh giờ, liền lấy ra ra chân khí. Hắn cũng tự nhận thiên tài, nhưng khi đó từ lúc ngồi bắt đầu, đến lấy ra chân khí cũng bỏ ra 10 ngày, đã xem như là tuyệt thế phong thái, có thể cùng Đông Phương Vân so sánh. Quả thực có đập đầu chết kích động. Tiểu tử này thiên phú, quái lão nhân thần sắc biến ảo, cuối cùng cười nói. Trước khi chết có thể có này truyền nhân, cũng không có tiếc nuối, ha ha. Không biết đi qua bao lâu, Đông Phương Vân hô hấp thổ nạp hấp thu linh khí bắt đầu giảm thiểu, tựa hồ trong thiên địa linh khí đều bị thu nạp sạch sẽ giống như vậy, tốc độ tu luyện cấp tốc chậm lại. Hai mắt chớp chớp, chậm rãi mở. Trạng vạng, nhìn đã ảm đạm sắc trời, Đông Phương Vân hơi kinh ngạc. Tu luyện không năm tháng, hôm nay mới mới thật sự hiểu trong đó chân ý. Đông Phương Vân trong tu luyện chỉ cảm thấy mất một lúc thôi, trên thực tế cũng đã là sắp tới một cả ngày đi qua. Đây chính là chân khí. Cảm thụ bên trong đan điền cái kia từng sợi từng sợi màu đỏ thẫm khí thể, Đông Phương Vân thầm nói. Trong đan điền, cái kia từng sợi từng sợi màu đỏ thẫm chân khí đan dệt, vạn vẹo, ngưng tụ thành một cái chân khí toàn, chiếm giữ ở đan điền trung tâm, có hào quang nhàn nhạt phóng thích dường như một vòng mặt trời đỏ giống như dọi sáng toàn bộ đan điền nhập môn đông phương vân trong mắt lóe ra một vệt tinh quang chân khí thành toàn đây là là cửu dương thần công chính thức bước vào tầng thứ nhất tiêu chí đồng thời cũng là võ đạo nhập môn thể hiện đông hoàng từ chư thiên trở về thệ khứ đích thảo môi thần bí thể chất dị biến chân khí ba năm nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ps sách mới công bố, cầu thu gom, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ ha. Người vận hành chân khí 36 chu thiên, tu thành cửu dương thần công tầng thứ nhất, quái lão nhân con ngươi hầu như đều sắp trừng ra. Quái lão nhân tự nghĩ vào Nam ra Bắc, từng trải qua thiên hạ kỳ nhân, khắp nơi cường giả, nhưng giờ khắc này cũng bị chấn động rồi, chỉ là nửa ngày công phu thôi. Liền tu thành cửu dương thần công tầng thứ nhất thiên phú như thế há lại là một câu thiên mới có thể hiểu rõ vâng sư phụ đông phương vân trần chờ một chút nói sư phụ ta thật giống võ đạo cũng nhập môn quái lão nhân thật lâu hắn mới ngơ ngác nói người ngưng tụ chân khí toàn lấy chân khí ngưng tụ thành vòng xoáy sản sinh sức hút thúc đẩy chân khí ở toàn thân vận hành đây là võ đạo nhập môn tiêu chí một khi ngưng tụ chân khí toàn, mang ý nghĩa chân chính bước vào hàng ngũ võ giả, không còn là trang giá bả thức. Ừ, Đông Phương Vân gật gù, bàn tay mở ra. Rào, một đoàn màu đỏ thẫm chân khí xuất hiện, một luồng sóng nhiệt tùy theo tản ra. Phảng phất một viên quả cầu lửa thiêu đốt, thả ra quang cùng nhiệt. Thật sự nhập môn, quái lão nhân lẩm bẩm nói chân khí ly thể, chỉ có ngưng tụ chân khí toàn sau mới có thể làm đến, bằng không chỉ là không đủ tư cách võ giả thôi. Thông thường mà nói, võ giả từ tu luyện bắt đầu, ngưng tụ chân khí toàn chỉ cần thông suốt toàn thân ngoại trừ kỳ kinh bát mạch ở ngoài sở hữu kinh mạch cũng vận chuyển chỉ ít 365 chu thiên. Như quá trình này nhiều thì nửa năm, chậm thì tháng 3, mặc dù là tuyệt thế tư chất thiên tài, cũng phải một tháng khoảng chừng Trái phải quái ông lão nhìn chằm chằm đông phương vân ánh mắt kia khiếp sợ khó có thể tin một lát mới tức giận nói tiểu tử ngươi chính là quái vật không đúng là yêu dư nghiệt một ngày lấy ra chân khí miễn cưỡng có thể lý giải một ngày đem cửu dương thần công tu luyện đến tầng thứ nhất tuy rằng khó mà tin nổi nhưng thiên tài tuyệt thế không thể thế tục ánh mắt phán đoán cũng không phải là không thể tiếp thu nhưng một ngày võ đạo nhập môn, này vẫn là thiên tài tuyệt thế sao? Là quái vật, là yêu dư nghiệt. Sư phụ, Đông Phương Vân Tản đi chân khí, nhưng là rất hưng phấn. Quái lão nhân dáng dấp kia, hiển nhiên thiên phú của hắn rất hay, hay đến hắn đều khó mà tiếp thu trình độ. Không nên đắc ý quái lão nhân lườm hắn một cái, nói. Võ đạo tu luyện thể chất gần cốt trọng yếu, nhưng ngộ tính, nghị lực càng quan trọng. Ta biết rồi, sư phụ, Đông Phương Vân gật gù. Điểm ấy hắn tự nhiên rõ ràng, tu luyện càng là hậu kỳ, ngộ tính, tâm tính càng là then chốt. Đi trong thành ăn xong cơm tối trở về, trở lại bên dòng suối nhỏ. "Sư phụ, ngươi hiểu luyện thể công pháp sao?" Đông Phương Vân hỏi. "Ngươi là nói ngoại công?" Quái lão nhân kinh ngạc nói. Đông Phương Vân gật đầu nói: sư phụ ta cảm thấy võ đạo tu luyện nên nội ngoại kiêm tu dù sao nội lực mạnh hơn thân dư thể mới là căn bản nếu là chỉ tu nội công mất đi chân khí chẳng phải là hình cùng người bình thường bất luận võ đạo tiên đạo đều là lấy thân dư thể làm gốc bản thân dư thể không cường đại hết thảy đều là uổng công cửu dương thần công bên trong cũng ghi chép một ít tẩy kinh phạt tủy cường thân kiện thể pháp môn nhưng trung quy quá mức thô thiển đối với cường độ thân thể tăng lên cũng không nhiều này lời nói mặc dù có lý có thể người tinh dư lực có hạn hai người kiêm tu chỉ sợ khó có thành tựu quái lão nhân xem hướng về đông phương vân nói người muốn tu luyện ngoại công ừ đông phương vân gật gù cân nhắc được rồi quái lão nhân hỏi lần nữa cân nhắc được rồi, Đông Phương Vân gật đầu. Quái lão nhân cũng không tiếp tục khuyên bảo, chỉ là lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi thiết bố Sam, đây là trong chốn giang hồ chính thống nhất luyện thể công pháp, chỉ là dễ học khó tinh, khả năng 10 năm cũng khó có thành tựu. Có điều một khi đại thành, thân như thép tinh chế, đào kiếm khó thương, mà lực lớn vô cùng tạ sư phụ, Đông Phương Vân gật đầu, Kim Dung võ hiệp bên trong luyện thể công pháp cũng không nhiều. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, còn muốn tính cả nội ngoại kiêm tu long tượng ba nhược công, trừ ngoài ra tiên thiếu nghe nói luyện thể công pháp. Có điều những này luyện thể công pháp vẫn thoát ly không được chân khí chống đỡ, đối với thân thể bản thân tăng cường có hạn, mất đi chân khí cũng chưa chắc cường đi nơi nào có điều đây là toàn thể thế giới võ hiệp tai hại, Đông Phương Vân tạm thời cũng không có cách nào thay đổi cái gì. Sáng sớm, mặt trời đỏ sơ thăng, Đông Phương Vân chậm rãi mở mắt ra, trong con người xích mang lóe lên, lập lòe dọa người tinh quang. Một đêm thời gian, chân khí trong cơ thể vòng quanh quanh thân kinh mạch vận hành đầy đủ 720 chu thiên, Đông Phương Vân chưa từng nghỉ ngơi quá nữa phân, nhưng vẫn là tinh thần sáng láng không gặp nửa phần bì dư bại. Đông Phương Vân ngẩng đầu, mười trượng ở ngoài một mảnh lá xanh hoa văn cũng có thể thấy rõ ràng, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích mấy mét bên trong con kiến bỏ qua âm thanh cũng rõ ràng lọt vào tai. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ thiên địa đều phẳng phất sống giống như vậy, ở trước mắt của hắn, trở nên không giống nhau. Đây chính là tu luyện sao, Đông Phương Vân lẩm bẩm nói còn thật là khiến người ta đào dư say vẻn vẹn một ngày hắn liền thích dư hoan lên cái cảm giác này thích tu luyện tỉnh rồi quái lão nhân âm thanh truyền đến đồng thời còn có một tràng tiếng xé gió vang lên đông phương vân ngẩng đầu song trưởng lấy ra đùng hai cái bánh bao bị hắn tóm lấy đây là điểm tâm ăn tiếp tục tu luyện quái lão nhân đột ngột xuất hiện ở bên cạnh trên tảng đá lớn đông phương vân cũng không phát hiện hắn đến từ đâu đông phương vân cũng không khách khí ăn như hùm như sói ăn qua bánh màn thầu tiếp tục tu luyện sau sáu ngày đông phương vân bàn tay mở ra một đoàn màu đỏ thẫm chân khí lưu chuyển mà ra lửa đốt sư nhiệt sóng khí khuếch tán phảng phất một đám lửa giống như tỏa ra đáng sợ nhiệt độ cao oanh Đông Phương Vân mang theo nghi hoặc một trường vỗ ra, màu đỏ thẫm chân khí lao ra, như hổ dược, như rồng đằng, đánh vào khối này trượng cao trên tảng đá lớn, một tiếng vang trầm thấp. Tảng đá lớn chấn động một chút, một cái nhợt nhạt trường ấn hiện lên, có điều nhưng là bị trích dư nhiệt chân khí đốt cháy khét, đen kịt một mảnh. Sóng nhiệt tư tán, trên đất từng mảng từng mảng lá rụng bay lên, tư tán hạ xuống cửu dương chân khí bá đạo như vậy, nhìn cái này trưởng ấn, đông phương vân trao mày. Nhớ tới nguyên tắc bên trong trương vô kỵ cửu dương chân khí tựa hồ không bá đạo như vậy, một trưởng dưới, tảng đá đều bị đốt cháy khét. Cái này cần đáng sợ giường nào nhiệt độ cao. Quái lão nhân nhìn chằm chằm cái kia trưởng ấn rơi vào trầm tư xác thực là cửu dương chân khí, có điều càng thêm bá đạo, lực phá hoại cũng càng mạnh hơn, lửa đốt dư nhiệt so với liệt hỏa càng sâu. Ngoặc kép chấm, khả năng cùng thể chất của ngươi có quan hệ quái lão nhân trầm ngâm nói. Thể chất, Đông Phương Vân cũng đang nghi ngờ, chính mình là cái gì thể chất? Mấy ngày nay đến, hắn phát hiện chính mình thân thể không lúc không khắc không ở biến hóa, cụ thể vì sao nhưng nói không được chỉ biết mình tốc độ tu luyện tựa hồ càng ngày càng nhanh hơn, đối với thiên địa cảm ứng, linh khí thân dư cùng độ cũng đang tăng lên, lúc tu luyện, hầu như nhắm mắt liền có thể nhập định. Cả người cùng thiên địa càng thân cận, sức mạnh, tốc độ chờ đều ở phong dư cuồng tăng cường, tựa hồ thân thể đang không ngừng mạnh mẽ. Tầng thứ nhất viên mãn, lúc này, quái lão nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cứng đờ đông phương vân gật gù sáng nay hắn liền đột phá quái lão nhân khóe miệng co giật xoay người rời đi sáu ngày đem tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn cửu dương thần công tu luyện có như thế đơn giản sao đông hoàng từ chư thiên trở về thệ khứ đích thảo môi cảnh giới tiên thiên hỏa diễm đao pháp bốn năm nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ps sách mới công bố cầu thu gom cầu hoa tươi cầu chống đỡ ha sư phụ, đệ tử muốn học một ít võ công chiêu thức, Đông Phương Vân vội vàng đuổi theo. Chỉ có nội lực không biết võ công, vậy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, dường như thiên long bên trong đoàn dự, chỉ có tuyệt thế nội lực. Nhưng liền một cái nhị tam lưu võ giả đều đánh không lại, võ công cũng là lúc được lúc không? Ở dòng suối nhỏ bên trên tảng đá lớn ngồi xuống, quái lão nhân nhìn chằm chằm đông phương vân, trầm ngâm chốc lát nói sư phụ này một đời làm qua đạo sĩ cũng từng làm hòa thượng đi qua tây vực cũng vào quá nam cương đại mạc sở học hỗn tạp thiên hạ các môn các phái võ công đều hiểu đến một ít người muốn học võ công gì đông phương vân cười hắc hắc nói đương nhiên là muốn tất cả đều học tiểu tử thúi quái lão nhân tức giận vỗ hắn một cái tát nói ta này một thân công phu mặc dù ngươi thiên tư cho dù tốt không có một năm nửa năm căn bản không học được hắn sống hơn trăm tuổi tu luyện gần trăm năm thân kiêm phật đạo cổng trong cái khác các môn các phái đầy đủ mấy trăm môn võ công một thân sở học chi tạp chi rộng rãi đủ để lệnh thiên hạ bất luận người nào đều khiếp sợ sư phụ ngươi đông phương vân vẻ mặt khẽ biến lời này có ý gì là dạy không được ta thời gian dài như vậy vẫn là những nguyên nhân khác quái lão nhân thở dài một cái nói ta nhiều nhất còn sót lại một tháng tính mạng thôi cái gì đông phương vân thất thanh nói sư phụ người bị thương vẫn là chúng độc quái lão nhân cười to cõi đời này có thể gây tổn thương cho ta người vẫn không có có thể để ta chúng độc độc cũng không có võ công của hắn chính là năm đó trùng dương chân nhân so sánh cùng nhau cũng kém hơn một chút này 17 năm qua dung hợp một thân sở học, sáng chế cửu dương thần công, một thân tu vi so với 17 năm trước càng mạnh hơn rất nhiều. Ngũ tuyệt so sánh cùng nhau cũng kém có bao nhiêu không bằng. Ai có thể thương hắn? Hơn nữa cửu dương thần công đại thành, bách độc bất xâm, muốn cho hắn chúng độc không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Sư phụ sống hơn trăm năm, nhưng là đại nạn sắp tới, quái lão nhân cười nói nguyên bản ta tới đây thiếu thất sơn là dự định đem cửu dương thần công ở lại thiếu lâm tự vừa đến năm đó một đoạn ân tình thứ hai cũng coi như lưu lại truyền thừa có điều ngày ấy ở trong thành bất ngờ gặp phải ngươi để ta động thu đồ đệ chi niệm cho nên mới thử thách ngươi một phen đông phương vân lúc này mới sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện trong lòng âm thầm vui mừng nếu như chính mình chậm một chút hoặc là sớm một chút nói không chừng liền muốn bỏ qua cửu dương thần công sư phụ không có biện pháp nào khác sao đông phương vân có chút chưa từ bỏ ý định quái lão nhân tuy rằng tính khí hành vi có chút lạ nhưng đối với hắn thật sự rất tốt mấy ngày ở chung hạ xuống trong lòng hắn cũng tiếp nhận rồi vị sư phụ này coi như chính mình vì là không nhiều thân cận người tự nhiên không muốn hắn liền như thế rời đi quái lão nhân than thở trừ phi đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên hay là có thể kéo dài tuổi thọ nhưng sư phụ khoảng cách cái cảnh giới kia còn kém quá nhiều tiên thiên đông phương vân cũng trầm mặc hắn tu luyện có điều mấy ngày mặc dù thiên phú mạnh hơn cũng không thể ở một tháng bên trong đột phá đến tiên thiên Kim dung thế giới, thiên địa linh khí mỏng manh, võ giả thực lực tổng hợp cũng không cường đại, võ đạo cũng dừng lại với ngày kia, còn nghe đồn bên trong tiên thiên cảnh giới, võ đạo từ trước tới nay. Phỏng chừng sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Đừng thương tâm, sư phụ có thể ở trước khi chết gặp phải ngươi, nhận lấy ngươi tên đồ đệ này, đã là ông trời đối với ta to lớn nhất ban ân, quái lão nhân thoải mái cười to lấy ngươi tư chất tương lai có lẽ có khi sẽ đạt tới cái cảnh giới kia đến thời điểm nhớ tới đến sư phụ trước mộ phần nói cho ta một tiếng sư phụ ta hội tu thành tiên thiên đông phương vân trịnh trọng nói trong lòng hắn có chút trầm trọng cũng có chút bi thương từ nhỏ đến lớn như quái lão nhân như vậy đối xử tốt với hắn người cũng không nhiều quái lão nhân mỉm cười gật đầu trong lòng rất là vui mừng rồi mới hướng, sinh lão bệnh tử vốn là thế gian thái độ bình thường, không cần như vậy bi thương. Lập tức trầm ngâm một chút, nói sang chuyện khác. Sư phụ nơi này có hai môn võ công chính thích hợp ngươi dị biến cửu dương chân khí, sư phụ, võ công gì? Đông Phương Vân Thu lại trong lòng tâm tình, hiếu kỳ nói. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chi nhiên mộc đao pháp, khác một môn nhưng là tây vực mật tông võ công hỏa diễm đao, nhiên mộc đao pháp. Hỏa Diễm Đao, Đông Phương Vân chấn kinh rồi, quái lão nhân cùng Thiếu Lâm có ngọn nguồn, hiểu được nhiên mộc đao pháp không cái gì kỳ quái, nhưng làm sao gặp mật tông hỏa diễm đao. Sư phụ năm đó ở Thiếu Lâm tự làm qua hòa thượng, cũng ở Tây vực làm qua Lạt Ma quái lão nhân cười hắc hắc nói. Ăn trộm, Đông Phương Vân khóe miệng co giật, cái nào không biết trong đó nguyên do? sư phụ, nghe nói Tây Vực Mật Tông có một môn võ công tên là Long Tượng Ba Nhược Công, chính là Mật Tông trí cao võ học, người gặp sao, Đông Phương Vân trong lòng hơi động, hỏi vội. Này công nội ngoại kiêm tu, vừa tu chân khí, lại cường tráng thân thể, tổng tổng cổng chia làm 13 tầng, mỗi tu luyện một tầng, thân thể liền có thể tăng cường một long một như lực lượng. Chỉ là này công quá khó có thể tu luyện, tự nghĩ ra ra tới nay, cao nhất có điều bị luyện tới tầng thứ 9 thôi thần điêu bên trong, kim luân pháp vương tu thành long tượng ba nhược công tầng thứ 10, một quyền đánh ra liền lực gần nghìn cân, ở tuyệt tình cốc chém giết từ ân, giao thủ ngắn ngủi đông tà, nam đế. Chu bá thông ba người không rơi xuống hạ phong, đủ thấy đáng sợ. Quái lão nhân có chút bất đắc dĩ nói nghe đồn bên trong này công chính là tây vực một vị đạt đến tiên thiên cảnh giới thượng nhân ghi lại, năm đó ta chính là vì này công mà đi, chỉ tiếc còn chưa được, liền bị phát hiện thân phận. Chỉ được rời đi, tiên thiên cao thủ, đông phương vân cao mày nói. Sư phụ, trung nguyên võ lâm lẽ nào sẽ không có tiên thiên cao thủ sao? Có đúng là có, có điều trung nguyên đạt đến trình độ này cao thủ, đa số hiệp lánh đời, không người biết, đều không có để lại truyền thừa duy nhất biết đến chính là thiếu lâm tự đạt ma tổ sư chính là tiên thiên cao thủ, chỉ là hắn lưu lại 72 tuyệt kỹ, dịch cân kinh đều không đúng tiên thiên công pháp. Chỉ có cái kia thất truyền tẩy tủy kinh mới là quái lão nhân than thở. Năm đó ta cũng từng tìm kiếm quá tẩy tủy kinh, đáng tiếc không có kết quả. Trừ ngoài ra, trùng dương chân nhân tu hành tiên thiên công, cũng là một vị đạo gia tiên thiên cường giả lưu lại, chỉ là có chút không trọn vẹn năm đó trùng dương chân nhân lấy này công đột phá tiên thiên cũng thất bại bởi vậy trọng thương mà chết trùng dương chân nhân tiên thiên công nghe đồn có thể trực tiếp tu luyện tiên thiên chân khí uy lực càng mạnh hơn hơn nữa càng dễ dàng bước vào cảnh giới tiên thiên chỉ tiếc cũng không hoàn chỉnh sư phụ ngoại trừ những này ở ngoài nhưng còn có cái khác tiên thiên cao thủ đông phương vân hiếu kỳ nói còn có một chút nghe đồn tu thành tiên thiên, nhưng không có chứng thực quái lão nhân nói. Đông Phương Vân gật đầu, đạt ma tổ sư tẩy tùy kinh, thần bí đạo nhân tiên thiên công, mật tông thượng nhân long tượng ba nhược công. Hiển nhiên tiên thiên cao thủ lưu lại công pháp, so với bình thường võ công phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đông Hoàng từ chư thiên trở về thệ khứ đích thảo môi võ đạo trí hướng, phá toái hư không, 5 phần 5. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com TS, sách mới công bố, cầu thu gom, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ ha. Đông Phương Vân gật đầu, đạt Ma Tổ sư Tẩy Tùy Kinh, Thần Bí Đạo Nhân Tiên Thiên Công, Mật Tông Thượng Nhân Long Tượng Ba Nhược Công. Hiển nhiên Tiên Thiên cao thủ lưu lại công pháp, so với bình thường võ công phải mạnh mẽ hơn nhiều. Như vậy suy đoán, toàn bộ Kim Dung thế giới, Tiên Thiên cường giả cũng chỉ có mấy người thôi thiên long bên trong tiêu giao tử lưu lại bắc minh thần công tiểu vô tướng công bát hoang lục hòa duy ngã độc tôn công chờ chút không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục thần công bản thân cảnh giới khó có thể tưởng tượng còn có tảo địa tăng hơn nửa cũng là một vị tiên thiên cao thủ thần điêu bên trong chỉ nghe tên không gặp một thân độc cô cầu bại vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới nên cũng là tiên thiên kiếm đạo ỷ thiên bên trong nhất đại tông sư trương tam phong khai sáng thái cực quyền nghe đồn sống mấy trăm tuổi chỉ sợ cũng không vì là già tiếu ngạo giang hồ bên trong nhắc tới trước đây thần bí thái giám khai sáng quỳ hoa bảo điển tự mở ra một con đường tạo nên đông phương bất bại truyền kỳ còn ngăn ngắn thời gian liền khiến lâm bình chi nhạc bất quần võ công tăng nhiều như vậy thần công chỉ sợ cũng là tiên thiên cấp bậc thần công mặt khác chính là hiệp khách đảo trên lưu lại thái huyền kinh vị kia cường giả bí ẩn cũng là thần công thông thiên còn thạch phá thiên nhưng là không xác định những người này không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa đại cao thủ truyền lưu trăm đời ngàn năm bất hủ tiên thiên cảnh giới cách ngươi quá xa tạm thời không cần để ý gặp quái lão nhân nói đông phương vân gật gù tiên thiên khoảng cách hắn xác thực quá xa một chút sư phụ, người dạy ta hỏa diễm đao đi, hỏa diễm đao chính là mật tông vô thượng tuyệt học, nói là đao pháp quả thật là trưởng pháp. Nó có thể đem chân khí ngưng tụ trưởng duyên, lấy chân khí đưa ra, lấy mịt mờ hư kinh hại người, chính là cùng lục mạch thần kiếm tương tự tuyệt thế thần công. Thiên Long bắt bộ bên trong, cưu ma chỉ chính là tu hành hỏa diễm đao sau, vừa mới danh chấn Tây Vực, càn quét hắc giáo, trở thành mật tông nhà minh vòng vương, càng bị thổ phiên phong làm quốc sư nếu là một trong số đó trực tu luyện hỏa diễm đao pháp, đạt tới hóa kinh, chưa chắc không thể cùng lục mạch thần kiếm tranh đấu. Đáng tiếc cưu ma trí lòng tham không đủ, bỏ gốc lấy ngọn, một lòng một dạ cướp đoạt thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, lục mạch thần kiếm, hoang phế hỏa diễm đao pháp. Chính là điển hình sở hữu bảo sơn mà không tự biết. Làm mất đi dưa hấu, đi kiếm hạt vừng. Thật quái lão nhân gật gù, nói ta trước tiên truyền cho ngươi hỏa diễm đao hành công yếu quyết vận hành chân khí pháp môn yếu lĩnh hắn tới gần đông phương vân nhỏ giọng đem hỏa diễm đao pháp môn từng cái kể ra rất chậm nhưng rất tỉ mỉ trong đó dung hợp một chút hắn kiến giải đầy đủ sau nửa canh giờ quái lão nhân nói làm sao đông phương vân dư vị một hồi có chút nghi ngờ nói sư phụ còn nữa không không có quái lão nhân lộ ra một vệt nụ cười tiểu tử cuối cùng cũng coi như khó đến ngươi đồ đệ thiên phú tốt tự nhiên là chuyện tốt nhưng thiên phú quá tốt rồi lại làm cho hắn đau lòng từ khi nhận lấy đông phương vân tên đồ đệ này tới nay mấy ngày thời gian hắn bị đau lòng số lần so với này một đời đau lòng số lần đều nhiều hơn còn tiếp tục như vậy hắn sợ chính mình chờ không được đại nạn ngay, trái tim liền muốn không chịu được. Có điều giờ khác này, nhìn thấy Đông Phương Vân lộ ra nghi hoặc không những không có trách tội, trái lại cao hứng. Chính hắn một sư phụ cuối cùng cũng coi như có đất dụng võ. Quái đạo nhân lộ ra nụ cười, an ủi. Hỏa Diễm Đao chính là mật tông hàng đầu tuyệt học tu luyện tự nhiên không có đơn giản như vậy, không nên gấp sư phụ, ta thật giống học được Đông Phương Vân vẻ mặt cổ quái nói. Này Hỏa Diễm Đao hắn nghe xong một lần, tựa hồ hoàn toàn không có khó khăn. Quái lão nhân nụ cười nhất thời cứng lại rồi, tâm đều tựa hồ bị nhéo trụ, sau đó ngàn vạn mũi tên nhọn hạ xuống, đem hắn tâm quấn lại thùng trăm ngàn lỗ một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, chừng mắt đông phương vân. Người chắc chắn chứ, lúc trước hắn được hỏa diễm đao pháp môn lúc võ công đã đại thành, có thể cũng đầy đủ bỏ ra một ngày mới đưa hỏa diễm đao pháp học được. Đông Phương Vân tiếp xúc võ đạo mới mấy ngày, chỉ nghe chính mình giảng giải một lần, liền có thể học được mật tông vô thượng tuyệt học hỏa diễm đao. Đối mặt quái lão nhân ánh mắt khiếp sợ, Đông Phương Vân cũng không nói nhiều xoay đầu lại giơ bàn tay lên chân khí trong cơ thể vận chuyển dựa theo hỏa diễm đao pháp môn ngưng tụ chân khí với trên lòng bàn tay tụ trưởng thành đao nhanh như tia chớp đánh xuống màu đỏ thẫm chân khí lao ra hóa thành một đạo xích mang quét ngang mà ra Xì, chân khí bạo trùng phát sinh sắc bén tiếng hí ngưng tụ thành một đạo màu đỏ thẫm ánh lửa phích lịch mà xuống ầm mặt đất dung chuyển, lập tức bị hỏa quang kia xé ra một đạo nửa thước thâm vết rách mạnh mẽ nhiệt lượng phóng xạ bát phương, mấy trượng bên trong, tất cả hoa cỏ lá cây trong khoảnh khắc bị đốt cháy. Cháy hừng hực lên, một mảnh khói đặc bốc lên. Liền ngay cả bùn đất cũng bị thiêu đến khô vàng một mảnh, bốc hơi nóng. Chuyện này, quái lão nhân nhìn trên đất vết rách thiêu đốt ngọn lửa cùng với trong không khí truyền đến mùi thúi khét trực tiếp ngây người thật sự học được chỉ là nghe xong một lần hỏa diễm đao pháp môn liền học được này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật quái lão nhân tự nghĩ chính mình thấy nhiều coi rộng rãi tự phụ thế gian thiên tài nhưng giờ khác này cũng có chút không thể nào tiếp thu được thiên phú tốt cũng phải có một cái mức độ thiên phú như thế để những người khác thiên tài làm sao sống qua Thật mạnh uy lực, lúc này, Đông Phương Vân cũng bị này một đao chấn kinh rồi. Chính mình có điều là tu luyện 6 ngày, Cửu Dương Thần công cũng mới tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, liền có thể bổ ra đại địa. Nếu là 9 tầng viên mãn, Cửu Dương Thần công đại thành, lại nên là cỡ nào mạnh mẽ. Này còn chỉ là hậu thiên võ giả, nếu là trong truyền thuyết tiên thiên võ giả lại là cỡ nào phong thái? tưởng tượng đến chuyện online bên trong cường giả phi thiên độn địa đạp nát hư không sức mạnh to lớn trong lòng không khỏi vạn phần say mê đáng tiếc đây chỉ là một thế giới võ hiệp đông phương vân trong lòng thở dài mặc dù tồn tại tiên thiên cường giả khoảng cách cấp độ kia sức mạnh to lớn cũng không biết tương kém bao nhiêu khoảng cách có điều bỗng đông phương vân trong lòng hơi động phá toái hư không minh còn nhật nguyệt ám còn hư không siêu thoát thân thể cùng tinh thần ràng buộc lĩnh ngộ thiên đạo ảo diệu đánh phá thiên địa ràng buộc có thể hồn ở trên mây cũng có thể thân thể đạp nát hư không phá không mà đi chính là phá toái hư không đây là hoàng dịch trong tiểu thuyết đưa ra một cái khái niệm chính là võ đạo cảnh giới trí cao đến cấp độ kia cảnh giới phi thiên độn địa bài sơn đảo hải dĩ nhiên là dễ như ăn cháo ở toàn bộ hoàng dịch thế giới võ hiệp bên trong mấy ngàn năm tới nay cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người phá toái hư không thôi những người này không có chỗ nào mà không phải là khoáng cổ tuyệt kim người mạnh mẽ cảnh giới của hắn sự cao thâm võ công mạnh mẽ vượt xa cái gọi là cảnh giới tiên thiên mỗi một vị đều đại biểu võ đạo cực hạn chính là trên đời tiên phật chân chính lục địa thần tiên bình thường nhân vật thế giới này có thể phá toái hư không sao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đông phương vân khẽ nhíu mày vào đúng lúc này một viên nho nhỏ hạt giống ở đông phương vân trong đầu mọc rễ